Báo cáo với lại quý vị và các bạn. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động Mỹ đài Sony có model CFS 1065SI. Đêm ngày hôm qua thì test băng cassette rồi. Thì bảo là coi như thế là đêm muộn thì nhà đài người ta đi ngủ, thế nên là không test được radio, chỉ test băng cassette thôi. Buổi sáng ngày hôm nay thì test băng cassette, test radio, để chưa rẻ đã lú. Quý vị và các bạn thông cảm cho. Bây giờ test radio. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất 980.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Mỹ đài này thì đã có video để mời mọi người soi nội thất bên trong rồi, chứ không phải là đẹp ở bên ngoài, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong. Chứ còn Mỹ đài mà chỉ đẹp ở bên ngoài, còn bên trong mà lại không biết là nó có đẹp hay không, không biết là đã đào bới xây lộn gì chưa, thì cũng chưa được ưng cái bụng. Ở bên trong đẹp tuyệt vời nhá, phên vỉ vàng ươm như ruối, chân ốc còn nguyên, không bị gãy không bị nứt, cơ thì sáng choang, còn phên vỉ thì chưa đào bới xây lộn. Kết hợp với lại mỹ loa thì vàng khè, không có một cái lỗ thủng châm kim nào cả. Bây giờ test line in nhá, giờ test line in để cho nó ăn điện này. Mỹ đài này ăn điện 220V, đài hàng xuất. Đài ba cục, hai loa có thể tháo rời ra khỏi cái cục máy. Điện ở đây thi thoảng nó cứ nhấp nháy như thế thì quý vị và các bạn thông cảm cho. Chắc đợt tới này phải 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 mua cái ổn áp, nhưng nó cứ nhấp nháy ấy. Line in này. Đấy, đây chuyển line in này. Đấy, đây line in này. Sờ vào cái rắc đỏ này thì cái loa bên đây nói. Nếu như sờ vào cái rắc đỏ mà cái loa bên đây mà nói thì phan đình đáp. Sờ vào cái rắc trắng thì cái loa bên đây nói. Nếu cái loa bên đây mà nói thì phan đình đáp. Sờ vào cả hai rắc thì ta thấy âm thanh phát ra ở trung tâm của cái đài này, ở giữa, center nhá. Nó đang bị treo mát. Đang bị treo mát, tức là cái đầu rắc này mà cắm vào thiết bị phát khác ấy thì hết ngay nhá. Cắm vào có một phát thôi. Đấy, rút rút rắc ra là hết ngay. Đấy, điện nó cứ nhấp nháy như thế. Chuyển xuống một nấc là radio. Test băng sóng AM trước này. Băng sóng AM này. Ôi, lại hát. Nét lắm thôi nhưng mà hát. Hát thì không để được. Ca nhạc thì ai chả biết là hay. Thế nhưng mà để thì lại phạt ra bản quyền. Đấy. Ô, chuyển lên lên FM. Bắt đầu xuất phát từ 88 Hz, kéo lên 108 MHz để anh Trần Văn Nét, anh ấy kính chào quý vị và các bạn. Đèn FM stereo nổi lên đây, đèn FM stereo đây. Đấy. Cơ sở và có những cái biện pháp xử lý giải đèn quyết FM kịp thời Citaro đây. Những cái thiếu sót để thực hiện chính sách ưu đãi ngựa công đạt kết quả ngày một tốt hơn. Thứ hai nữa là phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các ban ngành có liên quan và các địa phương trong việc tổ chức thực hiện, phát huy vai trò trách nhiệm của các đoàn thể trong việc triển khai cái thực hiện chính sách ưu đãi ngựa công với cách mạng, cũng như thực hiện tốt cái quy chế dân chủ cơ sở. Là việc Việt Nam xét xử các đối tượng chống đối vi phạm pháp luật để tán phát thông tin bịa đặt sai trái về công tác bảo đảm quyền con người của Việt Nam, vận động các nước can thiệp gây sức ép với ta, nhất là nhân các sự kiện chính trị quan trọng trước thềm các đối thoại nhân quyền, nhằm vẽ ra bức tranh tối màu về tình hình nhân quyền Việt Nam, hạ thấp uy tín của nước ta. Công tác thông tin đối ngoại nhất. Lại ca nhạc. Địa chỉ. Bộ phận địa chỉ. Khí hậu cằn cỗi. Tại ca nhạc. Chị Trần Thị Thanh Thúy, người hỗ trợ bếp ăn, chia sẻ. Hiệu mới đầu này. Người nhận cũng chưa quen với việc sử dụng cà men, nhưng dần dần người ta cũng cảm thấy việc đó tiện lợi, sạch sẽ, đựng được thức ăn nóng tốt hơn so với hộp xốp và vừa góp phần giảm chi phí cho bếp ăn.
Thật ra thì đây cũng là một cái cách rất là hay. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là mình đang giảm rác thải nhựa đúng không ạ? Dạ. Thành ra là một vài những cơ sở mà họ bán thức ăn mang đi á, thì người ta cũng chuyển sang những cái loại như là xôi thì người ta sẽ gói bằng lá chuối nè. Dạ. Hoặc là sẽ có một vài những cái gọi là dụng cụ mang đi nhưng mà nó là bằng cái giấy mà nó có thể... Lại ca nhạc. Ca nhạc thì không bao giờ để được. Đây này, FM Citaro nổi lên này. Đây. Đấy, ca nhạc thì hay lắm, thế nhưng mà nó không được hay cho lắm, là cứ quá đâu khoảng tầm 7 giây, 7 8 giây là phạt bản quyền ngay. Nên nếu mà để ca nhạc thì để ca nhạc tầm 2 3 giây ấy thì không việc cái gì cả. Nên phạt bản quyền là léng téng, khóa kênh YouTube thì lại hỏng hết bánh kẹo. Đấy, lại phải thoát ra ngay. Lai chị. Bà Acharapon, phụ trách quản lý hàng hóa của Vermont Group, đơn vị có chuỗi siêu thị ạ. Này, FM Citaro này. Đây, FM Citaro này. Đấy. Đấy, nhưng mà đang ca nhạc không để được. Đây. Đêm. Đấy, lại ca nhạc. Đấy. Những cái vật dụng mà người ta sản xuất ra để sử dụng trong đời sống hàng ngày và có thể sử dụng để tái chế và góp phần bảo vệ môi trường thì cũng đã xuất hiện rất là nhiều. Và theo Quỳnh Như thấy thì hiện giờ thì không chỉ... Bài luyện tập thứ 3. Căn cứ theo nội dung bài khóa, phán đoán đúng sai. Làm cơ sở tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại về nhân quyền nói riêng. Chuyên mục Câu chuyện nhân quyền của chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào 10 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần. Tiêu biểu đi tham quan thủ đô Hà Nội, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là đi tham quan. Là được trả cái hiệu quả công việc mà họ làm ra. Cho đến nếu mà anh làm công việc. Thôi, radio nói chung là radio cassette thì miễn bàn vì nó là mỹ đài chứ không phải là đài. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup. Đúng là mỹ mãn. Xứng đáng với đồng tiền bát gạo chưa tới 1 triệu đồng, có 980.000 đồng. Với mức tiền này thì nhiều chiếc đài khác phải gọi Mỹ đài này bằng cụ tổ.